Chào các bạn, rất vui hôm nay Hoàng Gia Trầm Hojita chúng tôi có điều kiện làm một cái clip quy trình về tiện vòng. Chúng tôi tiện vòng hàng trầm tự nhiên từ phôi thô. Đây là phôi hàng tốc tự nhiên các bạn nhé. Đấy thì chất lượng từng phôi nó sẽ ra cái chất trầm sẽ khác nhau. Hàng này là cái hàng lọc còn lại của các cái khối lớn. Đấy thì đây là một phần cái phôi này thì lạc. Phôi to này có thể các bạn dùng để đục tượng được. Đục tượng được. Đây, những cái phôi này là nạc thịt này. Thế thì cái lựa vào từng phôi thì chúng tôi sẽ làm ra các cái cỡ hạt nó tương ứng. Đây, ví dụ như bên này anh em đang lọc phải chén ra cái khối lập phương nhỉ. Cái khối này chắc là tiện hạt được 8 ly không anh? 8 ly đúng không? Thì là đây, từ cái phôi to đấy anh em sẽ chém ra cái khối lập phương này. Cái hàng tự nhiên thì là sẽ làm tay 100%. Các cái dòng bo keo, hàng vi sinh với dòng gió trắng thì sẽ dùng máy. Cái dòng những hàng rẻ tiền thì giá trị phôi nó rất rẻ, nhưng mà cái hàng này giá trị phôi nó cao, cho nên làm tay nó đỡ hao phôi, tận dụng phôi. Chém ra như này thì những cái phần mà cái hạt mà chứa rác nó xấu thì có thể bỏ đây, lọc đây. Đây, tôi đem ra ngoài sáng tôi quay cho các bạn nhìn nó sẽ rõ hơn, trong hơi tối. Đây nhá, đây các bạn nhìn là tùy từng hạt thì cái lượng sớ dầu nó sẽ khác nhau. Đấy. Ví dụ sử như cái này này, cái hạt này thì sớ dầu khá tốt này. Đấy, hạt này được. Đây ví dụ như cái hạt này, này thì có một phần rác này, đấy, còn như gió. Đấy thì cái quá trình này xong thì bắt đầu là sẽ bo, thế xong về sau thì sẽ lọc ra từng cái loại hạt mà nó theo cái phân khúc trầm khác nhau ấy, để phân loại cái vòng. Đây, như cái hạt này sớ dầu khá đẹp này. Đấy. Thì kích cỡ hạt thì tùy cái yêu cầu. Nhưng mà thường thường chúng tôi sẽ chém thường thường lấy cỡ vòng khoảng tròn 16, 14, 12, 18, 6. Cái hàng tự nhiên này thì chúng tôi không làm cái dòng 4 ly, dòng 4 ly hao phôi lắm. Làm từ 6 ly thôi. Đây ví dụ như cái phôi này là chém ra nó sẽ được nhiều. Nó nạc. Đấy, như cái phôi này thì ở cái vùng này này là nó rất mỏng. Thế nên là sẽ làm các cái dòng hạt, ví dụ hạt một mặt là tròn, một mặt là sẽ dẹp.
Đó. Bởi vì là các cái lỗ này, lỗ sùng đục đâm ra là nó phôi nó không lạc, nó rách. Thế nhưng mà cái khối này nếu mà giả sử như làm đục tượng cũng được, cao tầm khoảng 20 cm, rộng từ đây đến đây chắc tầm khoảng 13-14 cm. Đây đặt cái khối này. Thế nên bạn nào mà thích tự trầm thì có thể là sẽ triển khai, anh em sẽ lọc những cái phôi kiểu như này đục. Thế còn cái hàng trầm thì các bạn khi đục tượng ra nhiều khi là nó sẽ có những cái điểm nó rách rách rồi này, thì nói chuyện bình thường đây này các bạn này. Thì khi làm anh em sẽ lựa, sẽ xử lý những cái vùng này làm sao cho nó hợp lý. Đấy, cách làm như vậy. Chứ còn nếu mà hàng trầm mà các bạn yêu cầu nó liền lặn mà hàng tự nhiên là rất khó nhé. Và cái khối nó sẽ bé chứ nó không thể to ở đâu. Bởi vì lý do là nó phải có những cái vết thương này thì cây bầu gió mới tạo ra được trầm. Chắc chắn là vậy. Thế còn nếu mà cả một cái cây lớn mà không có một cái vết đục nào thì thực sự là không có. Có cái hàng nhân tạo thì có thể là bây giờ anh em người ta dùng cái dạng kiểu làm sánh ấy để lấy cái lớp trầm phủ bên ngoài thôi thì nó đường lên lắm. Nhưng hàng ấy gọi là ở trong phố ra hàng dọa ma thôi chứ còn giá trị nó không cao. Đây vì cái phôi phôi nhỏ nên ra là chúng tôi chém này làm sao mà ra cỡ hạt nó chỉ được vậy thôi, nó mỏng ấy. Đây là cái khối của này này, khối này vẫn còn dày đây. Đấy, các bạn nhìn này. Những cái khối này nó mỏng như này thì ra mình sẽ chỉ chém lên những hạt bé thôi, không thể làm hạt to được. Thế còn những cái khối này mình sẽ làm được hạt to hơn này. Bởi vì các bạn sẽ phải chém ra được một cái khối lập phương. Ví dụ giả sử như là nếu mà 8 tiện 8 thì là mình sẽ chém hạt cái khối là bao nhiêu anh? 9 nhân 9 à? À 10 à? Ừ. Mỗi bên dư 1 ly để lấy thịt. Còn nếu là ví dụ giả sử các bạn mà cần tiện hạt 16 á, thì các bạn phải chém là 18 x 18 x 18. Còn 8 thì là 10 đấy. 10 x 10 x 10. Thế còn tiện 6 thì là phải chém 8 x 8 x 8. Thế đâm ra tại sao mà tiện hạt càng nhỏ thì cái phôi nó hao càng lớn thế là vậy. Đấy như cái này chém là bị cũng rác cũng nhiều này. Đây rác này. Hàng này dục nhiều. Thế này chắc chiều bắt đầu mới mới bo rồi anh nhỉ. Sáng nay chỉ pha phôi. Thì khi nào anh em làm đến cái công đoạn nào thì tôi sẽ quay cho các bạn coi, vì cái này làm phải từng công đoạn làm chứ không thì ví dụ có thể chém được một vài hạt xong đem ra chuyển công đoạn khác nó lâu lắm, mất thời gian, nó không hiệu quả cho anh em. Đây các bạn thấy cầu kỳ không? Tỉ mỉ. Rồi tôi quay qua các cái máy các bạn coi. Đây, cái này là máy này thì anh em khoan lỗ này.
dùi lỗ. Nhưng mà đây là cái máy khoan lỗ này, tiện xương để các cái phôi xương. Đây. Để phôi tiện. Bên này là mài này. Có nghĩa là khi mà tiện cái phôi ra xong ấy, à cắt cái phôi ra xong ấy, như vậy là mài để bo tròn. Bo tròn thì xong rồi thì là đánh đánh bóng. Bóng xong rồi khoan lỗ, à khoan lỗ xong đánh bóng. Cái này là mài khô hay mài nước ấy? Chậm này. Mài khô. Mài khô. Mài khô thì nó làm nó chậm hơn mài nước đúng không? Chậm. Cái điều là cái dòng chậm này bắt buộc phải mài thế. Mài nước và bệnh bệnh ngấm nước. Nhẹ. Nước nó mất mùi. Ừ. Nên các bạn để ý nhá, khi dùng là hạn chế bị nước vào nhá. Đấy, bên chúng tôi thì cái dòng mà hàng tiện của trầm tự nhiên này thì cũng là một cái khá là đều, bán khá là đều. Mỗi lần tiện vài cân. Thế ngoài các cái dòng về hàng tiện để làm vòng, đeo tay, đeo cổ này thì còn có đa dạng các dòng sản phẩm khác của trầm. Từ hàng điêu khắc, hàng tượng, hàng cảnh lúa tự nhiên, hàng sông đốt như là nụ hương, rồi các cái khối cảnh lớn, đục nguyên cây đó. Thì nói chung là cái này là tùy thuộc vào cái nhu cầu của các bạn nhé. Các bạn cần cái hàng gì thì chúng tôi sẽ cung cấp. Nói chung là chủ yếu là chúng tôi tập trung vào cái dòng hàng trầm tự nhiên. Có thể hàng tóc cao hơn thì là hàng trầm lực, trầm nổi, trầm chim, hàng dục. Thế còn là cái dòng mà tiện hạt, mà hàng phân khúc chung của hàng tự nhiên này thì chủ yếu là trầm sinh. Trầm sinh thì cái phôi nó chắc. Cái hàng dục thì phải hàng cao, hàng cao. Bởi vì các bạn phải biết là cái hàng dục ấy là cái hàng là cái cây bầu gió nó có trầm, nó bị chết lâu rồi. Cái phần gió trắng ấy nó bị phân hủy một phần rồi. Nên nếu mà cái chất trầm kéo ấy thì là gần như là nó ra vụn. Thì chủ yếu là cái dòng ấy để làm sông đốt hoặc gâm rượu. Thế còn là các cái khối mà to to được tầm như kiểu là ngón tay út, ngón tay cái hoặc ngón chân. Có những khối thì được to hơn nữa. Thì chủ yếu là để làm vòng hoặc là để chơi nguyên khối. Cái ý thì tùy nhu cầu các bạn. Thế nhưng mà các bạn phải biết là những cái khối mà hàng dục như thế, nó khối nó sẽ không được to nha. Cái hàng sinh thì nó mới được khối to. Các bạn biết là để ra được một cái vòng 108 hạt, nếu mà hạt 6 ly hoặc 8 ly là phải cầu kỳ như nào không? Bỏ. Đấy, nó bị rác rồi.
nó mụn, rất mềm. Đó. Thế thì cái các quá trình khác của công đoạn làm vòng trầm hạt tự nhiên này tôi sẽ quay và tôi sẽ ghép vào thành một clip tổng thể cho các bạn coi nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn các clip sau. Xin chào.